Vâng, xin chào các anh chị, xin chào. Video bài học này là một video bài học mà cũng rất là hot on hot, tức là nó quay cực kỳ là trending và real time, tức là theo đúng thời gian thực luôn. Tôi sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn một cái nội dung bài học, đó là các cái bí mật để chúng ta làm Tết Marketing. Tức là chúng ta làm marketing trong mùa lễ hội, bán hàng vào dịp Tết. Chúng ta đều biết rằng là dịp Tết, đặc biệt là Tết âm lịch của người Việt Nam và một số các quốc gia khác theo cái lịch gọi là New Year, là theo lịch mặt trăng, điển hình như là Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, đúng không ạ? Thì Tết là một cái dịp rất là đặc biệt và tăng trưởng doanh số rất mạnh với bất kỳ một công ty bán lẻ nào và rất nhiều công ty bán buôn khác nữa, thì Tết là một cái dịp bán hàng tốt nhất trong năm. Thậm chí nhiều đơn vị người ta nói với tôi rằng là gì ạ? Thật ra bọn em chỉ trông vào mỗi cái Tết. Có khi một ngày Tết bọn em bán doanh số bằng cả một tháng ngày thường, có đúng không ạ? Và cái tiền lời có khi là chịu lỗ trong vòng 11 tháng hoặc là hòa trong 11 tháng, chỉ trông vào cái Tết nếu bán được có thể lời một vài trăm triệu, lời một vài tỷ. Đấy. Hoặc là đối với một số đơn vị người ta làm bánh trung thu thì người ta có khi một vụ bánh trung thu người ta cũng kiếm được đôi 3 tỷ, 5 tỷ tiền lời. Đó. Thế thì bí mật để làm Tết Marketing, tức là marketing trong dịp Tết như thế nào, thì tôi gọi nó là Tết Marketing. Các bạn search trên Google hoặc là search trên YouTube chắc chắn là không thấy cái thuật ngữ này đâu. Bởi vì thuật ngữ này là do chính PA Marketing và tôi và các cộng sự chia sẻ với các anh chị và các bạn bài học này. Vâng, để không mất thời gian nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu. Vậy thì khi vào dịp Tết thì chúng ta thấy rằng là cái khả năng mua sắm, cái sự bắt buộc trong mua sắm, đặc biệt là mua sắm tiêu dùng, trang trí nhà cửa, rồi thì mua đồ ăn, thức uống, đồ biếu lễ Tết là rất là có cái nhu cầu tăng cao đột biến, đúng không ạ? Và giá như ngày thường thì cũng ngày nào cũng là Tết thì tuyệt vời quá, bán hàng sẽ rất là dễ, đúng không? Thế thì vào cái dịp Tết thì chúng ta cần phải làm gì, đúng không? Thì chúng ta nên chăm sóc khách hàng cũ bằng cách là phải quà cáp, biếu xén, có những cái quà lưu niệm gì đó. Các bạn đặt sản xuất những cái quà lưu niệm, một cái cuốn lịch, một cuốn sổ, một cái phần mềm hay một cái gì đấy để tặng cho người ta. Đây cũng là cái cách mà chúng ta tri ân người ta trong cả một năm, rồi thanh toán tất toán cho người ta, đúng không ạ? Và chúng ta cũng phải chăm sóc các khách hàng cũ để người ta tái mua, đúng không ạ? Thì như vậy chúng ta có thể upsell được, hoặc là cũng có thể là làm cho người ta mua thêm được. Đấy là cái điều rất là quan trọng trong dịp Tết. Tiếp theo đấy là chúng ta cũng phải tạo ra các cái chương trình combo để cho khách hàng mua thêm. Ví dụ như là chúng ta thấy là vào dịp Tết người ta thường đóng giỏ quà. Đấy là một mẹo. Combo tức là chúng ta sẽ ghép nhiều sản phẩm vào với nhau. Và như vậy khi người ta bán một sản phẩm thì người ta có thể bán được nhiều sản phẩm cùng một lúc. Các bạn hiểu ý tôi chưa ạ? Gợi ý cho người ta mua thêm những cái sản phẩm, mua kèm những cái sản phẩm để chúng ta tăng trưởng. Và nhân cái dịp Tết thì chúng ta có thể ép sale. Ép sale theo cách là nhập nhiều lên đi, đúng không ạ? Thì như vậy sẽ tốt hơn và để được cái chiết khấu cao. Đấy. Đối với bán buôn và bán lẻ thì chúng ta nên combo vào, chúng ta tạo ra những cái chương trình khuyến mại dịp Tết, cho họ nhiều cái chương trình khuyến mại, quà tặng rất là đa dạng, rất là linh động, đúng không? Mua cái lọ để tặng cái chai, mua cái bánh thì tặng gói trà, và cứ combo hết nó lại cho nó khách hàng nhiều cái sự lựa chọn là combo, rồi giảm giá, rồi ưu đãi. Rồi thì dịp Tết thì là cái dịp bận rộn thì chúng ta cũng nên mở sớm hơn và đóng cửa muộn hơn, tăng cường nhân viên lên để chúng ta có thể bán hàng được nhiều hơn cho khách hàng. Chúng ta cũng bổ sung một số những cái mặt hàng mới, lạ, hấp dẫn mà chúng ta chưa từng bán để gia tăng doanh số. Hoặc là những cái mặt hàng mà chúng ta thấy là truyền thống lâu nay rồi thì chúng ta cũng làm mới nó đi, đúng không ạ? Thí dụ như dịp Tết thì những cái rượu ngoại, rượu mạnh, rượu đắt tiền, rượu có hóa đơn hải quan này kia thì cũng sẽ rất là tốt. Hoặc là các loại bánh kẹo nhập khẩu, rồi thì những cái hương vị truyền thống, hoa quả. Thí dụ như hôm nọ nhà tôi mua khoảng gần 200 quả bưởi rồi, đã mua sẵn để đấy, để ăn Tết, rồi để cho, để biếu vân vân, đúng không? Thế thì đấy là cái câu chuyện là các bạn thấy là vào cái dịp Tết là bất kể một khách hàng nào, người ta đều có nhu cầu tăng cao về các cái sản phẩm như là hàng tiêu dùng, trang trí nhà cửa, rồi thì làm đẹp cá nhân. Đấy là những cái mà gần như là bắt buộc. Chúng ta cũng sẽ cần phải có một cái chiến lược đẩy mạnh marketing để tăng doanh thu vào dịp Tết và các dịp lễ hội. Chúng ta cũng có thể là tăng cái chi phí marketing cho Facebook, cho Google Ads, cho Zalo, v.v. Đặc biệt là chúng ta phải
đầu tư quảng cáo ra truyền hình nếu như chúng ta là một cái thương hiệu lớn và trong dịp Tết, đúng không ạ? Chúng ta quảng cáo những cái thời gian này là cái mùa lễ hội và dịp Tết nó rất là đắt, cho nên là chi phí quảng cáo nó cũng sẽ tăng cao, các bạn hết sức là lưu ý. Và các bạn nên chạy quảng cáo cái dạng video để làm cho cái quảng cáo nó trở nên rẻ hơn, và các bạn sẽ học cách tối ưu quảng cáo và chạy video, sau đó bạn lấy tệp khách hàng và bạn làm remarketing. Và nếu mà cái thuật ngữ mà tôi vừa nói mà các bạn không hiểu thì các bạn có thể xem thêm cái bộ khóa học là Facebook Marketing by Phan Anh, cái bộ mới nhất là 2019 và cập nhật 2020, sẽ giúp cho các bạn hiểu sâu hơn và tốt hơn nhiều về quảng cáo, đúng không ạ? Tiếp tục, đấy là các bạn có thể là tri ân các khách hàng trung thành, đấy, các bạn duy trì các mối quan hệ, tặng quà, bốc thăm, làm các cái lễ tất niên, mời khách hàng, mời đối tác, mời nhân viên để tri ân họ. Đối với người Việt thì một cái năm làm việc qua đi thì người ta cũng đã có một cái năm làm việc, và chúng ta cũng muốn tri ân, muốn cảm ơn, muốn nói những lời tốt đẹp, và muốn nhắc nhở những cái điều mà đã qua chưa làm được và những kỳ vọng trong năm tới. Đây là cái văn hóa của chúng ta thì chúng ta cũng nên làm. Chúng ta tri ân khách hàng này, tri ân đối tác, tri ân nhân viên, tất cả chúng ta đều có thể tri ân, làm sao cho nó phù hợp, đúng không? Chúng ta cũng cần phải chuẩn bị hàng hóa một cách chủ động, thường là phải từ tháng 6, tháng 7 là chúng ta đã phải sản xuất rồi, cho cái lượng đơn hàng tăng đột biến trong cái dịp Tết, đúng không ạ? Chúng ta phải dự báo được Tết năm nay là tăng trưởng bao nhiêu phần trăm, 20, 30 hay 50% so với năm ngoái. Đấy, thì chúng ta sẽ luôn luôn là có cái phương án là dự phòng để tăng ra sản xuất. Thứ hai là dự phòng để giao hàng và dự phòng để thu tiền. Bởi vì có thể là nó tăng đột biến nhưng có thể nó không tăng. Nếu mà chúng ta sản xuất ra thì chúng ta dẫn tới tình trạng hàng tồn và bị lỗ. Thì Tết năm nay thì các cụ hay nói vui là mất Tết, đúng không? Thế nhưng mà nếu mà mình sản xuất ra và mình lại bán được hết mà lại bán cháy khét lẹt thì mình phải sản xuất tiếp. Thì tóm lại là mình phải có các phương án dự phòng cho dịp Tết, bổ sung nguồn hàng, bổ sung nhân sự, bổ sung những cái trang thiết bị, nguồn nguyên liệu, rồi xe cộ vân vân để làm cho khách hàng. Và chúng ta cũng cần phải đào tạo cho đội ngũ nhân viên bán hàng tại điểm, nhân viên chăm sóc khách hàng, để mà đi chăm sóc khách hàng dịp Tết, biếu quà, thăm hỏi, động viên, tất toán tiền, rồi thì nói cho họ biết là nếu bây giờ họ nhập thêm một cái lượng hàng như thế này thì họ sẽ được chiết khấu cao, họ sẽ được thưởng thêm, rồi họ sẽ cộng tiền cả năm vào, họ sẽ được thưởng cái doanh số của cả năm, vân vân. Nên đào tạo lại một chút cái đội ngũ nhân sự vào dịp Tết, hoặc là nên có những cái trang phục mới. Thí dụ như là ở phương Tây thì vào dịp Noel thì vào năm mới thì bao giờ nhân viên người ta cũng thường mặc đồ đỏ hay là mặc đồ ông già Noel để người ta bán hàng thì cũng rất là vui. Thì các bạn nên bắt chước cái điều đó, đúng không ạ? Trong dịp Tết thì nhân viên bán hàng, chẳng hạn như một công ty chuyên về sale sản phẩm tiêu dùng mà nhân viên bây giờ không mặc áo sơ mi cà vạt nữa mà lại mặc nam thì mặc gọi là áo the khăn xếp, và nữ thì mặc áo dài. Tôi ví dụ như thế thôi, đúng không? Tôi nghĩ cũng rất là thú vị. Đấy, tại sao mình không làm như vậy trong cửa hàng, trong nhà hàng, trong quán hay là trong cái văn phòng của mình? Có thể là bà già Noel nhưng mà mặc một cái váy màu đỏ và đội một cái mũ rất là rực rỡ, thì cũng là một cái bà già Noel quá là sexy luôn. Tôi nghĩ thế, chúng ta cũng cần phải làm mới trong đội ngũ nhân sự, đào tạo và kỹ năng mà chúng ta nắm bắt được. Chúng ta cũng nên có một chút những cái thăm hỏi, SMS, gửi tin nhắn, gọi điện, gửi mail, gửi Facebook, gửi Zalo, những cái tin, những cái câu chúc, những cái thiệp chúng ta soạn sẵn, để chúng ta đưa lên fanpage, chúng ta đưa lên website. Ví dụ như là năm tới đây là năm con chuột thì chúng ta thiết kế những cái hình con chuột hay là làm cái video về con chuột, vân vân, kiểu kiểu như thế. Vâng, và Tết marketing mà đặc trưng nhất đấy là gì? Chúng ta cần phải chuẩn bị về bao bì. Ví dụ bao bì nên thể hiện những đặc trưng nhất của Tết, đúng không ạ? Như là cành đào, cành mai, bánh chưng, bánh tét, pháo, đì đùng ấy. Và con giáp, đúng không ạ? Con giáp ví dụ như con chuột, con trâu, con chó gì đó đấy, chúng ta thiết kế theo cái như vậy. Và chúng ta ví dụ như là chúng ta mix các sản phẩm lại với nhau, chúng ta tạo ra một cái bộ là bộ tình hay bộ nghĩa về sản phẩm, đúng không ạ? Hay là Tết đoàn viên, hay Tết trọn vẹn, hay Tết tình thân, hay Tết gia đình, hay Tết nội, Tết ngoại. Chúng ta có thể có rất nhiều các câu chuyện như vậy
Chúng ta cần phải có thông điệp truyền thông, câu chuyện truyền thông và ý tưởng của sản phẩm chúng ta thiết kế, bao bì làm sao cho nó ăn. Ví dụ như là tôi thấy là như Coca-Cola này họ làm rất tốt, là chúng ta nên bắt chước này, hay là Orion họ làm cũng rất là tốt. Đối với các cái doanh nghiệp thực phẩm thì tôi nghĩ là các bạn nên ăn theo cái dịp Tết này, chai lọ bao bì các bạn nên thiết kế một chút để các bạn đón cái Tết, tôi nghĩ rất là tuyệt vời. Đấy, hoặc là tặng các phong bao lì xì, hiện nay các ngân hàng rất là hay tặng. Đấy là cũng là một cái hình thức là marketing rất là hay. Sau này các bạn có thể tặng áo dài truyền thống, tặng những cái đồ truyền thống, đồ sạch, đồ hữu cơ. Hoặc là nếu mà các bạn cần ăn thịt lợn rừng thì thầy Phan Anh có trang trại, thầy Phan Anh kết hợp với một cái trang trại của học viên, lợn rừng sạch hữu cơ đây, rất là tốt đúng không ạ? Và hữu cơ tức là gì, người ta nuôi bằng cái phương pháp tự nhiên, ăn rau, ăn ngô, ăn khoai, ăn sắn, không ăn tăng trọng, không thuốc thang gì cả, chăn thả như thế. Thế thì thịt nó cho cái chất lượng tốt và nó sạch sẽ, nó an toàn, nó sức khỏe. Thì đấy là những cái sản phẩm các bạn cũng có thể bán, các bạn có thể kinh doanh thêm, các bạn có thể mua để biếu, để tặng cho khách hàng cũng rất là hay. Các bạn cũng chuẩn bị các cái video, các hình ảnh để quảng cáo Tết, thúc đẩy thương hiệu, có thể là đặc biệt là lên trên truyền hình rất là mạnh, fanpage chạy, YouTube chạy, Google Ads chạy, và đặc biệt là trang hoàng thêm cả website, website các thứ nữa đúng không? Thế là nó phải có một cái theme, tiếng Anh gọi là theme, tiếng Việt gọi là chủ đề, và chủ đề là Tết gắn trọn với cái sản phẩm và dịch vụ của mình và với cái thông điệp mình muốn đưa ra đúng không? Đấy, tại các điểm bán thì mình cũng cần phải trang trí theo chủ đề. Đấy, ví dụ như thế mình có thể mặc một cái áo mới cho sản phẩm. Mình có thể là chẳng hạn như trước đây là mình bán một cái chai sản phẩm nó trần xì thế này, thì vào dịp Tết mình có thể là làm cho nó thêm những cái vỏ, cái hộp, hoặc là cái nơ, hoặc là tặng thêm những cái quà tặng cho khách hàng để người ta dùng vào dịp Tết. Đấy, cũng rất là hay. Và đặc biệt là chúng ta cần phải thúc đẩy doanh số bán hàng bằng các cái chính sách chiết khấu hoa hồng, và tăng chiết khấu lên, giảm giá lên và kích thích họ mua nhiều hàng hơn bằng cách là combo như tôi đã nói, bằng cách là tạo ra đơn hàng để thúc đẩy. Và đặc biệt là sau Tết thì chúng ta sẽ thường sẽ có chương trình giảm sâu để kiểu như là lì xì càng sớm, ví dụ như mùng 6 hoặc là mùng 8 âm lịch đẹp ngày đúng không ạ, chúng ta khai trương một phát là sau đó thì chúng ta tung chương trình ngay là để hút khách và chúng ta lấy được cái tiền đúng không ạ. Ví dụ như chúng ta lì xì mua 10 tặng 1, hay là mua 10 tặng 2, hay thậm chí là mua 10 tặng 3, hay giảm giá 30-40% để chúng ta hút khách, bởi vì sau Tết là bao giờ chúng ta cũng cân đối hàng hóa, công nợ, và sau đó thì chúng ta tính toán cho cái năm tới chúng ta thiếu để chúng ta nhập, và để chúng ta chuẩn bị sau khoảng độ ngày 20 âm trở ra là chúng ta sẽ bán. Thì cái dịp Tết, trong Tết thì hầu như mọi thứ đều bán chạy. Thế nhưng mà ngoài Tết thì chỉ có mấy món là du lịch, lễ chùa, thì ăn uống tiêu dùng thôi. Thế còn hầu hết là các cái món là đều chậm chậm, cho đến bắt đầu là khoảng độ tháng 3 dương lịch hay tương đương với ngoài tháng 2 âm lịch thì cái công việc kinh doanh nó mới bắt đầu quay trở lại. Nó có đặc thù là như vậy. Đấy là cái đặc thù về về cái gọi là cái dịp lễ hội lớn nhất trong năm của Việt Nam, đấy là dịp Tết cổ truyền dân tộc. Nó diễn ra trong khoảng thời gian cỡ khoảng một tháng. Thực ra nó chỉ có khoảng độ 5-7 ngày, nhưng mà trước đấy vài ngày, sau đấy vài ngày thì rồi ăn nhậu liên hoan thì tùm lum tùm lưa lên, là nó cũng khoảng 3 tuần. Và người ta hay nói là đang yên đang lành lại Tết đúng không? Ok, một lần nữa xin được cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học có tên là Tết Marketing. Tôi có tiết lộ cho anh chị các bạn 10 cái bí quyết để các anh chị có thể tăng doanh thu trong dịp Tết, và tôi gọi nó là chương trình marketing cho dịp Tết. Các cái đơn vị bán lẻ, bán buôn, bán hàng, có sản phẩm dịch vụ có thể tham khảo thêm để mà mình áp dụng trong công việc kinh doanh của mình. Và nếu các bạn thấy video này hay, các bạn hãy bấm chia sẻ, tương tác và bấm subscribe cho cái kênh của chúng tôi nó phát triển hơn, để chúng ta có thể trao đổi với nhau được nhiều hơn nữa, học hỏi với nhau được nhiều hơn nữa. Nếu các bạn cần bất kỳ cái yêu cầu về tăng doanh số, bán hàng, đào tạo, tư vấn, chạy quảng cáo trên Facebook, trên Google, trên Zalo, bán hàng trên Shopee, tóm lại là marketing online và thương mại điện tử, thì các bạn có thể liên hệ với PA Marketing hoặc là giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi. Tôi có 12 năm kinh nghiệm giảng dạy ở bậc đại học và 10 năm kinh nghiệm đi tư vấn cho khách hàng. Và mới đây rất mới thôi,
Tôi vừa tư vấn cho một khách hàng mà tăng trưởng doanh số, cái mức doanh số là đang bán hàng là online là 3 triệu một ngày, là sau một tháng đã lên đến 30 triệu một ngày, tăng 10 lần. Và sắp tới tôi khẳng định với mọi người là sẽ tăng lên 100, 200 triệu một ngày. Đấy, thì tôi cũng rất là vui và điều đó là khiến tôi cũng rất là tự tin chia sẻ cái thông tin này để các anh chị và các bạn có thể liên hệ. Ở địa chỉ website là pamarketing.vn, Facebook PA Marketing hoặc là Facebook cá nhân là Phan Anh Online, Phan Anh Online viết liền nhé. Kênh YouTube là PA Marketing là kênh này. Số điện thoại 0989 623 88. Một lần nữa, xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.